Xin kính chào quý cô chú và anh chị. Thì hôm nay trường có về một số đồ đồng xưa, tranh tranh đồng xưa, ở dưới mấy một bộ đô một một cái đô và một cái trò thì xin được giao lưu cô chú anh chị. Thì lời nói đầu tiên thì trường xin chúc quý cô chú anh chị qua một ngày lễ được nhiều hạnh phúc và vui vẻ. Mã số 1 đầu tiên là trường có một cặp kỳ lân này. Đó, cặp kỳ lân rất là có hồn của chú anh chị. Cái này là trường cũng đánh bóng sơ qua rồi cô chú anh chị. Đó, cho cô chú anh chị thấy được cái nét đẹp của nó. Đó, và cái chất liệu bằng đồng như thế nào. Mã số 1 đầu tiên. Chiều cao là 12. Chiều dài là 10, 10, 13, 13. Đó, hàng gọi là lặng và liền lạc cô chú anh chị. Đây là một cặp cho cô chú anh chị. Đó. Rồi mã số 1 đầu tiên là một con kỳ lân có cân nặng là 750 gram. Đó, 750 gram, hai con lành lặn và liền lạc cô chú anh chị. Rồi mã số 1 đầu tiên trường giao lưu cô chú anh chị là 1.200.000 đồng là một cặp. Trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 2. Đây là một cái sông trầm kỳ lân. Chất liệu là bằng đồng cô chú anh chị. Đó, xung quanh hai tay cầm là hai con rồng nhào lộn. À, đây chân là chân chân là cái hình là kỳ lân. À, cô chú anh chị thấy không, chất liệu là bằng đồng, hàng rất là đẹp nha và rất là xưa nha. Rồi chiều cao là 15, chu vi hoành bụng là 39. À, cân nặng của một cái sông trầm là 800 gram cô chú anh chị. À, đây bên trong đây cô chú anh chị nha. Cái này là chất liệu là bằng đồng nha, lên ten rất là đẹp. Rồi mã số 2 trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 3 là trường có một cặp tài địa này, là một ông ngồi ngồi trên một con kỳ lân và một đó là ông thần tài, còn ông địa là ngồi trên một con tỳ bà. À, cái này là cặp này nhỏ hơn cặp trước của trường nha. Cặp trước của trường thì tài địa trước là cặp bự, chỗ này là cặp chung chứ không phải là nhỏ, cặp vừa thôi, cũng không bự cũng không nhỏ. Chiều cao của ông thần tài ngồi là 20, chu vi hoành đế là 43, cân nặng của ông thần tài là 2,9 kg giác, tính 2,9 kg thôi cô chú anh chị. Rồi để trường căn ông địa. Rồi. Chiều cao là 19. Chu vi hoành đế ông ngồi là 43, cân nặng của ông địa là 3 kg cô chú anh chị. Ông kia là 2,9 kg, ông thần tài 2,9 kg, ông địa là 3 kg. Rồi mã số 3 trường giao lưu cô chú anh chị là 2.500.000 đồng là một ông địa và một ông thần tài. Đó, mã số 4 là trường có một cái trống đồng đây cô chú anh chị thấy trống đồng. À, trường mới về cô chú chị mặc sao đây, mình có cái móc treo tường cô chú anh chị đây. Rồi đó, cái trống đồng này nó là chất liệu là bằng đồng của chú anh chị, xung quanh là có những cái chữ La Mã của nó đó. Rồi chiều ngang là 40. À, cân nặng của một cái trống đồng là 600 gram. À, 600 gram của chú anh chị. Rồi trường giao lưu của chú anh chị là 4, mã số 4 này là 1 triệu trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook. Đây cũng là mã số 5. Thị trường cũng có một cái trống đồng luôn cô chú anh chị, nhưng cái này là cái trống đồng lớn. Nó xung quanh nó cũng là có những chữ La Mã của nó. Đó, này là mặt trước. Còn cái này mặt sau thì nó cũng có móc treo tường đây. Đó, cái này là cái đồ xưa cô chú anh chị, hàng chất liệu là bằng đồng. Rồi chiều ngang là 50, cân nặng của một cái trống đồng lớn là 900 gram của chú anh chị, 900 gram
Đó, rồi. Mã số 5 này trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu 300 nghìn đồng. 1 triệu 300 nghìn đồng trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Thì hôm nay trường có về một số mâm. Mâm nổi. Đó. Đây. Đó, có rất là nhiều tích nha cô chú anh chị. Đây là cái tích là công nông 4 mùa. Đó. Mã số 6 là mấy cái mâm nổi là tích công nông 4 mùa. Đây là Khương Tử Nha câu cá. Đó. Đây Khương Tử Nha câu cá. Rồi đây là bát tiên qua sông. Đây, cái tích nó là bát tiên qua sông cô chú anh chị. Mâm nha. Rồi đây là Phúc Lộc Thọ. Đó. Bao Phúc Lộc Thọ. Đây. Cái mâm này là cái mâm Vinh Quy Bái Tổ. Đó, trường có mấy cái tích. Đó, cô chú anh chị nào ưng mắt hợp nhãn với cái tích nào thì alo cho trường. Trường giao lưu với cô chú anh chị để trường đo thông số của một cái mâm như cô chú anh chị. Rồi, chiều ngang là 52, lọt lòng là 40, cân nặng của một cái mâm là 1,2 kg 2 cô chú anh chị. Rồi, cân nặng 1,2 kg 2. Rồi, mã số 6 này trường giao lưu cô chú anh chị một cái mâm tích như vậy là 1 triệu. Trường bao phí ship và bao đánh bóng cho cô chú anh chị. Rồi. Mã số 7. Đây trường có một cái trò. Đó. Gốm là gốm Biên Hòa xưa cô chú anh chị, cái trò này. Nó là ba mặt nó đều là có ba con rồng cô chú anh chị. Đây, hai con lành lặn và liền lạc. Trường bao cho cô chú anh chị hàng lành lặn và liền lạc. Rồi chiều cao của cái trò từ cái mặt mâm ở trên đó là xuống dưới đáy là 35. Nó chu vi của một cái dĩa của trò là 33. Đây. Cái hình hình con công của cô chú anh chị. Đây. Hình con công. Hai con lành lặn và liền lạc. Đây cái trò của nó đây. Lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Đó, gốm Biên Hòa xưa. Đó, rồi một cái trò như vậy trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu 500 nghìn đồng trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 8 là trường có một cái đèn của Pháp của chú anh chị. Đây chất liệu là cái khung đèn này là bằng đồng, hàng vẫn còn xài được bình thường của chú anh chị. Đó. Đây hàng này hàng của Pháp. Ống khói này ống khói cũng của riêng của nó luôn nha cô chú anh chị. Đó, ở phía cái ống khói này là nó có một cái logo nó luôn này nha cô chú anh chị, đây logo nó đây. Đó. Hàng riêng nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao là 48. Chu vi hoành đế của cái đèn là 42. Chu vi cái bụng bụng đèn là 38. Đây. Mã số 8 này trường giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu 900 nghìn đồng, 2 triệu 900 nghìn đồng. Trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị và bao cho cô chú anh chị xài bình thường. Rồi, mã số 9. Đây, trường cũng có một cái đèn Pháp. À, cái ống khói này cũng là zin của nó cô chú anh chị. Nhưng cái logo của nó là bị mất rồi, cái ống khói này á, hàng còn lành lặn và liền lạc. Xài vẫn được bình thường. Cái khung của cái đèn này là khung bằng đồng cô chú anh chị. Đó, chiều cao là 42 41. Chu vi hoành đế là 41. Chu vi của bụng của đèn á là 38. À, rồi mã số 9. 9 này trường giao lưu của chú anh chị là 2 triệu 9 nha cô chú anh chị, 2 triệu 9. Rồi, trường bao là lành lặn và liền lạc xài cho cô chú anh chị luôn ba. Rồi mã số 10 cũng là một cái đèn Pháp. Đó, ống khói cũng là còn riêng nha cô chú anh chị. Đó, cái đèn Pháp này chất liệu cũng là bằng đồng. Đó. Rồi. Chiều cao là 41. Chu vi hoành đế là 41. Chu vi của bụng bụng đèn là 38. Đó, đây. Một cái đèn Pháp chất liệu là bằng đồng.
Rồi, chiều giao lưu cô chú anh chị mã số 10 là 2 triệu 900 nghìn đồng. 2 triệu 900 nghìn đồng cô chú anh chị. Rồi, mã số 11. Thị trường cũng có một cái cặp đèn là hàng nội địa. Đó, cặp đèn. Cái này là hàng là pha lê cô chú anh chị, sơn tĩnh điện. Có làm sao trường nói như vậy. Cái chân này với cái họng đèn, cái chân đế với cái họng đèn là cũng là bằng đồng, nhưng chỉ có cái nước sơn của nó là sơn tĩnh điện, là cái đèn đèn pha lê. Hàng này cũng đồ xưa chứ mà gần đây thôi cô chú anh chị. Rồi, chiều cao là 34, chu vi hoành đế của cái đèn là 28, chiều ngang của cái đèn, cái bụng đèn á, bụng chứa dầu á là 15. Cái bụng đèn này có hình trái tim cô chú anh chị, cái này là ống khói nè. Hàng trường bao cho cô chú anh chị là xài được bình thường, không có lỗi gì hết nha cô chú anh chị. Rồi, chiều ngang của ống khói á, là 8 phân. Đó, hàng còn lành lặn và liền lạc. Rồi, mã số 11 này trường giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu 500 nghìn đồng một cặp, trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị, trường bao xài cho cô chú anh chị luôn nha. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Đây, trường có mới về một Phật Bà Quan Âm đứng trên một con cá chép hóa rồng. Đứng trên một cái con cá chép hóa rồng, và một cái ngọn sóng này rất là đẹp luôn chú anh chị. Thấy không? Đây, thì trường cũng nói luôn, ở phía trường cái này giao lưu của nhà văn, thì khi mà trong quá trình người ta sử dụng á thì nó đã lâu năm rồi, thì có sự mà mưa nó dột nè, rồi xong rồi nó chảy theo cái đường này, cho nên là những cái chỗ này nó bị ra ten, nó theo cái ra ten của nó đó cô chú anh chị. Thì cái này mình xử lý cũng được thôi chứ không có gì hết đó cô chú anh chị. Nếu giao lưu với trường thì trường sẽ xử lý cho cô chú anh chị đó, cho nó đẹp hơn đó. Cái này là trường có sao nói vậy, thị trường cũng mới giao lưu được với nhà văn của người ta thôi, người ta đi nước ngoài người ta không sử dụng nữa, thì trường giao lưu cho trường, thì trường giao lưu với cô chú anh chị. Phật Bà Quan Âm giờ mặt rất là có hậu cô chú anh chị, rất là đẹp. Chiều cao là 65, chu vi hoành đế của mẹ Quan Âm đứng là 85. Cân nặng của một mẹ Quan Âm đứng trên một con cá chép hóa rồng đây là 13 kg của chú anh chị, 13 kg. 13 kg nha. Hàng còn lành lặn và liền lạc. Chất liệu là bằng đồng. Rồi, mã số 12 này trường giao lưu của chú anh chị là 10 triệu 500. 10 triệu 500 trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi, mã số 13. Thì đây trường có một cái đầu con dê. Đầu con dê mã số 13, chất liệu là bằng đồng cô chú anh chị. Hàng còn lành lặn và liền lạc, ở phía sau có móc treo tường. Đó, thấy không cô chú anh chị, thấy không? Hai cái sừng rất là quyền lực. Giờ mặt của cái đầu dê này rất là có hồn cô chú anh chị. Rồi, trường đo chiều cao của cái đầu dê. Chiều cao từ cái sừng tới cái hầu của con dê là 52. Ngang của hai cái sừng là 35. Cân nặng của cái đầu con dê là 5 kg rưỡi, gần 6 kg, mình tính 5 kg thôi cô chú anh chị. Rồi, mã số 13 này chiều giao lưu cô chú anh chị là 4 triệu 500 nghìn đồng. 4 triệu 500 nghìn đồng trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Thì hôm nay trường có về một cái bức tranh đồng của cô chú anh chị, chất liệu là bằng đồng nha. Đây, cái bức tranh này là cái gọi mình, cái này là thuận buồm xuôi gió, chất liệu là bằng đồng của cô chú anh chị, khoảng 20 năm tuổi thọ nó đó. Trường về cái bức tranh này trường giao lưu nhà của dân á, thì trường đem về thì trường cũng giao lưu với cô chú anh chị. Đây, chất liệu là bằng đồng, thuận buồm xuôi gió. Chiều cao là 50. Chiều dài
là 70 70 lẻ năm, là đó, 70 lẻ năm. Đây bức tranh này cô chú anh chị á, là nếu như muốn nó đẹp hơn chút xíu nữa thì về cô chú anh chị nhờ cái thợ á, người ta lót một cái đèn led ở phía trong á là nó sẽ rất là đẹp, nó tạo lên cái nét của nó rất là quyến rũ. Đó, phía sau này cái bức tranh nè. Đó, đây là mình có móc treo tường của chú anh chị. Đây, gỗ này là gỗ bình thường thôi. Đó, thị trường có đánh qua một cái ít dầu bóng để cho nó sáng cái bức tranh lên thôi, cái gỗ lên thôi. Chứ trường không có làm gì lại hết. Đó, tất cả là còn nguyên vẹn. Rồi, mã số 14 này trường giao lưu của chú anh chị là 2 triệu 200 nghìn đồng. 2 triệu 200 nghìn đồng trường bao phí ship toàn quốc cho quý anh chị. Rồi, mã số 15. Đây trường cũng có một bức tranh bằng đồng luôn. Đó. Đây một bức tranh bằng đồng rất là đẹp. Rất là có ý nghĩa cô chú anh chị. Bức tranh này nó có một cái chữ là một cái hàng chữ là Như Ý Cát Tường. Đó là hai con công. Đó. Hàng là hàng chất liệu là bằng đồng cô chú anh chị, bức tranh nha cô chú anh chị. Còn ở ngoài là cái khung gỗ mã số 15. Chiều cao là 70. Chiều dài là 1m1. Đó, chiều dài là 1m1. Như Ý Cát Tường. Thì cái bức tranh này á trường cũng làm qua luôn cho cô chú anh chị là ở bên trong này nó có đèn led nè. Mình vẫn sử dụng được cho cô chú anh chị cái đèn led của nó. Bên trong lót cái đèn led nha. Đây. Phía bên đây. Đó. Cái này thì do mình cái lỗi mình chở nó về nó bị ấy lên. À, còn cái này là cái đèn mình này mình sử dụng bình thường mình cắm điện vô là nó cái đèn led nó sáng lên, nó tạo cái nét riêng của một cái bức tranh. Đó, rất là đặc sắc. Ở đây là móc treo tường của chú anh chị. Hàng này là còn lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Trường bao cho của chú anh chị lành lặn và liền lạc. Rất là đẹp của chú anh chị thấy không? Cái này thì nếu mà cô chú anh chị á, mà liên hệ với trường muốn giao lưu thì trường sẽ ghim điện vô và trường sẽ nói thêm chi tiết hơn nữa. Đó, rồi mã số 15 này trường giao lưu của chú anh chị là 4 triệu 500 nghìn đồng. 4 triệu 500 nghìn đồng trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 16 thị trường có về một cái đôn. Đây một cái đôn chất liệu bằng gỗ đỏ. Đó, cái đôn hai con lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Rồi mã số 16 chiều cao là 64, chiều ngang của mặt đôn 35, tất cả là vuông là cái mặt đôn đều 35 hết, hai con lành lặn và liền lạc. Đây bên dưới chân là chân tròn của chú anh chị. Thì trường giao lưu làm sao thì trường cứ để y thinh như vậy đó, khi nào cô chú anh chị giao lưu với trường thì trường sẽ lao vào bóng và để cho nó bóng hơn và đẹp hơn cho cô chú anh chị. Đây mã số 16 đó, là một cái đôn chất liệu là gỗ đỏ đó. Rồi mã số 16 này trường giao lưu của chú anh chị là 2 triệu 300 nghìn đồng, trường bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị và bao cho cô chú anh chị là hàng lành lặt lặn và liền lạc. Rồi mã số 17, đây mã số 17 là trường có một cái cây quạt. Đó. Đây cây quạt là cái tích của nó là tích phu thê uyên mãn. Đó, là hai con công. Đây, rất là đẹp cô chú anh chị. Đó. Mã số 17. Mặt phía sau nó này cô chú anh chị. Đây, nó có cái móc treo tường. Chất liệu là bằng đồng cô chú anh chị, cái quạt này là nó rất là bự. Đó, thì hôm trước trường cũng có mấy mấy cây rồi, trường cũng giao lưu với cô chú anh chị rồi thì hôm nay trường về một cái tích này thì trường cũng tiếp tục giao lưu cô chú anh chị. Chiều dài là 1m2. Chiều cao là 65. Rồi cân nặng của một cây quạt. Cân nặng của một cây quạt là 2,3 kg. Đó, 2,3 kg hai cô chú anh chị. Rồi mã số 17 này trường giao lưu cô chú anh chị 2 triệu 500 nghìn đồng, 2 triệu 500 nghìn đồng một cây quạt. Trường bao phí ship và bao đánh bóng cho chú anh chị.
Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook. Đây mã số 18. Đây trường có một cái sông trầm là ba con cong, là ba hướng khác nhau. Và một con cái nắp là nắp con nai ngồi. Rất là dễ thương và xinh xắn. Đó, cái sông trầm của chú chị. Rồi chiều cao là 17. Chu vi bụng sông trầm là 43, đây bên trong. Đó, bên trong. Đó, hàng còn lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Cân nặng của cái sông trầm là 1,4 kg. Kilo tư yếu, mình tính là 1,350 kg thôi. Rồi, mã số 18 là trường giao lưu của chú anh chị là 1.500.000 đồng. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Và bao lành lặn của chú anh chị. Rồi mã số 19 cũng là mã số cuối cùng. Đây là một cái nón. Đây cái nón hội đồng của Pháp ngày xưa của chú. Ủa hội đồng của Việt Nam của chú anh chị. Cái nào của Việt Nam mình nói Việt Nam, của Pháp mình nói của Pháp. Đó, cái nón hội đồng vẫn còn xài được bình thường nha. À, đón ngày xưa của mình đó. Đây. Đó, rồi trường để trường đo. Chiều cao từ cái đỉnh nón xuống dưới chân là 19. Mình tính 17 thôi. À, rồi chiều ngang là 30, chiều dài là 37. À, rồi mã số 19 này là mã số cuối cùng của ngày hôm nay, cuối clip của trường. Thì mã số này trường giao lưu cô chú anh chị là 1.500.000 đồng, một cái nón hội đồng của Việt Nam. À, rồi cuối clip trường xin chúc quý cô chú anh chị nghỉ lễ cũng được nhiều may mắn. Và sau một ngày đón Tết, đón ngày của vua Hùng thì mình cũng làm việc lại bình thường. Thì chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị.